Xin chào cô, chú, bác và các anh chị cùng các bạn. Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời chào tới tất cả mọi người, đặc biệt là đến những người đã dành thời gian quý báu để đến xem các video mẫu của kênh Nhà Đẹp nhé. Tôi rất vui khi được chia sẻ với mọi người về các ý tưởng thiết kế nhà cửa, những trang trí tuyệt vời và những cách thức để nâng cao chất lượng cuộc sống. Tôi hy vọng các thông tin mà kênh video mẫu Nhà Đẹp cung cấp sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tìm kiếm những ý tưởng độc đáo để trang hoàng cho ngôi nhà của mình. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Nhà Đẹp nhé. Chúc tất cả mọi người có thật nhiều ý tưởng và bản sắc riêng để làm cho ngôi nhà của mình trở nên đẹp hơn và tuyệt vời hơn. Trân trọng cảm ơn và chúc mừng các bạn đã tìm thấy điều mình đang tìm kiếm. Dưới đây là 25 mục mô tả đầy đủ nhà cấp 4 nhà vườn với phong cách cổ điển cô dì chú bác và các anh chị cùng các bạn ạ. 1. Nhà cấp 4 nhà vườn với diện tích 11m x 19, tổng diện tích là 209m2. 2. Thiết kế cổ điển tinh tế. 3. Tọa lạc tại mảnh đất hướng nam ghé đông rộng sang trọng với không gian thoáng rộng. 5. Một phòng thờ ấm cúng. 6. 5 phòng ngủ, mỗi phòng có vệ sinh khép kín, đảm bảo sự riêng tư cho các thành viên trong gia đình. 7. Một phòng bếp rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện nghi như bếp ga, hút mùi, lò nướng. 8. Vệ sinh công cộng được bố trí nằm sâu phòng bếp để tiện cho khách đến chơi. 9. Sảnh bên hông nhà rất thoải mái và đẹp mắt để tổ chức các buổi tiệc, hội họp hoặc tiếp đón khách đến thăm. 10. Khu vườn xanh mát, có nhiều cây ăn trái để cung cấp thực phẩm tươi sống cho gia đình. 11. Sân vườn được trang trí bằng các loại cây cảnh non bộ để tạo nên không gian hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên. 12. Bậc thang và hành lang nội thất được thiết kế chuẩn từng cm để tạo ra sự thoải mái cho các thành viên trong gia đình. 13. Cửa sổ và cửa ra vào nhà được lắp đặt hai lớp cánh cửa, lớp trong là kính cường lực, tăng cường ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu tiếng ồn từ bên ngoài, lớp ngoài là lớp của gỗ được làm bằng gỗ tự nhiên với phong cách cổ điển. 14. Tường và cột xây dựng từ nguyên liệu an toàn và chắc chắn, đảm bảo độ bền, an toàn cho việc sử dụng. 15. Lối đi vào nhà được chăm sóc thật đẹp mắt với đường nét cân đối, tạo nên không gian ngăn nắp, gọn gàng. 16. Nội thất bên trong nhà được thiết kế đồng bộ với phong cách cổ điển, tạo nên sự hài hòa và thẩm mỹ cho không gian sống. 17. Giường, tủ lạnh, tivi, điều hòa, quạt được trang bị đầy đủ, tiện nghi cho cuộc sống trong nhà. 18. Điện nước, internet được trang bị hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. 19. Khu trồng rau sạch tại sân vườn cho gia đình tự trồng nhiều loại rau, rất tốt cho sức khỏe. 20. Khu vực chỗ đậu xe được bố trí ngay sát nhà, tiện lợi cho gia đình. 21. Môi trường xung quanh nhà yên tĩnh, không khí trong lành, giúp giảm stress, tiếp thêm sinh lực và năng lượng cho thành viên trong gia đình. 22. Quy trình thiết kế và xây dựng được thực hiện bởi vật liệu đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa các lỗi kỹ thuật. 23. Cách bố trí từng không gian trong căn nhà được tối ưu hóa để tạo ra sự tiện nghi, thoải mái và đảm bảo tính thẩm mỹ. 24. Ngoài sân vườn, cảnh quan xung quanh nhà cũng rất đẹp, gần với đường đi nhưng không ồn ào. 25. Gần các tiện ích công cộng như được đề gọn gàng và quy cách, giúp cho cuộc sống của các thành viên trong nhà trở nên tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Thank you.
Thank you.